Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với dạy em nha. Thì hôm nay thì em quay cho các bác xem là một bộ chú đôi của Lim nè. Thì cái bộ này nó rất là đẹp nha các bác. Nó đẹp gần như là tới hai mặt luôn. Hai mặt nó thì gần như là như nhau luôn. Đó, thì hiện tại trước mắt các bác em đang quay này. Thì nói chung cái bộ này em cũng đã để trong vòng 2-3 tháng. Thì những lúc mà em phun BU á, thì em có hay dội nước lên, em dội nước thường xuyên nên là nó hơi xuống màu một xíu nha. Đó, chứ thực chất ra thì cái bộ này rất đẹp luôn. Còn về kích thước của nó là nó rộng là 1m8 nè. Rộng 1m8, dài 17 và dài là 2m90 nha. Dài là 2m90 nha. Về cái bộ này thì nó nghiêng khối là 100% cho các bác luôn. Nó đẹp là coi như là hai mặt là gần như là hai, nói chung là coi như là gần như là hai mặt là đều làm được mặt tiền hết nha các bác. Đó, thì bây giờ em quay qua hướng này nè. Tại vì cái này là em quay ban đêm nha các bác, nên là nó hơi hơi tối một xíu. Đó, nhưng mà các bác vẫn có thể nhìn thấy nó rất là đẹp luôn. Thì hiện tại bộ này thì nó cũng đang là bụi bặm nên là nhìn nó khá là dơ nha. Đó, thì về cái bộ này thì giá em đang bán chỉ 43 triệu thôi nha các bác. Nói thật với các bác chứ cái giá này thì mình làm chủ yếu, như em làm thì chủ yếu cho thợ nó có con lạc, con ăn việc làm vậy. Chứ còn thật ra mà cái bộ này nếu mà giá 43 triệu á, tiền công, tiền ship là nó đã mất đi khoảng gần 10 triệu rồi. Còn chưa tính chân nữa, chân nữa là nó cũng rơi vào tầm 10 triệu rồi. Tính ra cái bộ này nó chỉ có 30 mấy triệu. Thì các bác bây giờ các bác tính ra tiền gỗ, tiền gỗ như cái bộ này mà nhân lên thì nó cũng rơi vào tầm 30 mấy 40 triệu tiền gỗ. Nếu mà mua cái gỗ lúc giá mà nó cao á, thì có thể là bộ này nó lên tới 40 triệu tiền gỗ là bình thường nha các bác. Đó, nhưng mà cái bộ này thì bây giờ em bán nó thật với các bác là em bán chỉ em lấy tiền gốc thôi. Thì giá là 43 triệu. Thì nếu mà bán nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Đó, chân kê đầy đủ với lại bao ship cho các bác nha.